với sự chăm lo của Đảng, Nhà nước, quan tâm của chính quyền địa phương, để chuyện học hành của con em đồng bào dân tộc ngày càng tốt hơn. 5 năm qua, trường trung học cơ sở dân tộc nội trú huyện Châu Thành được cấp trên hỗ trợ kinh phí để chăm lo đời sống cho học sinh đang theo học tại đây, gần 27 tỷ đồng. Ngoài ra, còn được đầu tư trên 10 tỷ đồng để xây dựng sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị phục vụ trong công tác dạy và học. Hiện trường đã có các hạng mục như hồ bơi, phòng học, ký túc xá, nhà ăn, nhà bếp, đáp ứng nhu cầu cho học sinh nội trú. Sang bãi thì ngày xưa nó không được như vậy. Thì cây chỉ có trồng, nhưng mà nó không có cái khung. Thì ở đây thì cũng ban phụ huynh thì cũng cùng nhà trường làm lại những cái, xây lại những cái khung mà bên cái hàng bông đó, hàng cây đó, rồi tráng lại cái xăng và trồng một số cây kiển để chủ yếu là phục vụ cho các em có cái sân bãi để vui chơi sau cái những cái giờ học. Vô chỉ nhắn nhủ rằng những ai được vô cái mái trường của dân tộc nội trú này là một điều vinh hạnh, thì càng phấn đấu hơn nữa, học tốt, học giỏi. Sự giúp đỡ của nhà trường đã tạo điều kiện cho em có môi trường học tập tốt. Đây cũng là cơ hội để em và các bạn sống tự lập khi xa cha mẹ và đạt kết quả tốt hơn trong học tập. Em rất cảm ơn chính quyền địa phương và nhà trường đã có những chính sách hỗ trợ trong việc học tập của chúng em. Em hứa sẽ cố gắng giữ vững thành tích trong những năm tiếp theo. Với chế độ học bổng bằng 80% mức lương tối thiểu và được hưởng 12 tháng một năm học, cùng với việc bố trí bếp ăn tập thể, vừa đảm bảo an toàn, vừa giúp cho các em chuyên tâm và dành nhiều thời gian cho học tập. Đối với các em học sinh lớp 6 đầu cấp khi vừa được vào nhà trường, sẽ được cấp thêm hiện vật như chăn, chiếu, mùng mền, đồng phục học sinh, đồ dùng học tập, bảo hiểm y tế, duy trì chế độ khen thưởng cho học sinh học tập và rèn luyện tốt. Năm học 2023-2024, ngoài thành tích học tập tiếp tục được nâng cao, trường còn đạt 13 giải thưởng khi tham gia hội khỏe phụ đổng và bơi lội cấp huyện. 3 học sinh đạt giải tại hội khỏe phụ đổng cấp tỉnh. 2 học sinh đạt giải khuyến khích cuộc thi vẽ tranh do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức. Có 29 học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh về chiến dịch Điện Biên Phủ. Chăm sóc nuôi dưỡng học sinh cũng là một trong các hoạt động rất là quan trọng và có ý nghĩa để giúp cho học sinh đảm bảo được sức khỏe tốt và phục vụ cho cái việc học tập. Nhà trường cũng có cái hợp đồng với các cái cơ sở để cung cấp thực phẩm, làm sao cái thực phẩm nó đảm bảo về cái nguồn gốc về y tế, ví dụ là mua bảo hiểm y tế cho học sinh, thăm khám định kỳ cho học sinh, thành lập cái tổ vận sinh để quản lý học sinh trong cái quá trình ở nội trú. Văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao, nhà trường sẽ tiếp tục tăng cường tổ chức nhiều cái hoạt động hơn nữa để cho học sinh có cái điều kiện vui chơi, giải trí. Khi theo học ở một ngôi trường của dân tộc thiểu số như vậy, em được hưởng rất nhiều chính sách. Đầu năm lớp 6, em được nhà trường phát cho nhiều cặp sách với lại nhiều bút và được nhận tiền học bổng hàng tháng. Em xin cảm ơn các thầy cô đã giúp đỡ em trong con đường học tập. Em sẽ giữ vững kết quả học tập tốt trong năm học năm 2024 và năm 2025. Trường Trung học Cơ sở Dân tộc Nội trú huyện Châu Thành, ngôi trường vùng đồng bào dân tộc, được lãnh đạo các cấp quan tâm và đầu tư cơ sở vật chất, phục vụ ngày càng tốt công tác dạy và học, góp phần nâng cao dân trí, tri thức cho con em đồng bào thiểu số địa phương.